Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video để cập nhật về giá cau nhé. Dịp này thì giá cau cũng biến động nhiều vì mình cũng sẽ làm xen kẽ. Thì hôm nay có một tin vui với mọi người thì giá cau của mình tại Hải Hậu Nam Định thì hôm nay có tăng nhẹ nhá, là giá 58. Rồi cách đây vài ngày thì mình có cập nhật là giá 55 đúng không ạ? Thì hôm nay thì mình được hỏi các thợ hái cau thì đã lên giá 58 nhá. Đó, giá thực ra cũng nếu mà giá 58 hoặc là 60 cũng là một giá rất tốt, nếu không dám gọi là so sánh với giá 90 như có những cái dịp 90-95. Nhưng mà thực ra giá cau đầu năm X cũng là một giá rất tốt. Thì nó cũng mang lại một nguồn lợi rất là ổn định. Các thanh niên nhọc rồi. Đó. Thực ra thì mọi người có thể thấy rằng đây là một trong những vườn cau mình quay cũng khá là rất đẹp. Thế là như mọi người thấy các cây ở đây hình như cũng đã hết quả. Tức là cũng đã bắt đầu thu, cũng tương đối là xong. Thì đây là một giống cau cho ra quả sớm nhá. Và những vườn cau hôm trước mình quay cũng còn khá là nhiều buồng ấy, thì đó là sẽ những buồng cau cây cau ra muộn. Đó, cũng có ngoài các giống cau ra sau nó sẽ còn các dạng cau ra sớm ra muộn. Nếu mà mọi người trồng được những giống cau mà ra sớm được này thì sẽ thường được giá tốt hơn đúng không ạ? Mọi người để ý là thường đầu vụ giá nó sẽ là tốt hơn cuối vụ hoặc giữa vụ. Đó, ai có cau bán sớm thì sẽ được giá cao. Còn những người mà mới vừa có những vườn hôm trước mình quay thì mới bắt đầu cắt được lần thứ nhất, lần thứ hai thì giá của đấy xuống có 6 mấy rồi, có mấy hoặc 5 mấy rồi. Đó. Thì mình sẽ chia sẻ hôm nay về giá cau của ngày hôm nay tại Hải Hậu Nam Định mình, nó đang rơi vào tầm giá 58 nhá. Mình vừa cập nhật thợ thì hiện tại đang cắt bên trong. Mình quay một chút cái một vài cảnh ở đường cũng như vườn khá đẹp. Đây đây quả chào. Vâng, đây chính dính ra dạng mô hình trồng đường này, cũng như xung quanh nhà chỗ mình nhá. Đó, dạng cau này thì cũng tuổi đời được chắc tầm trên 10 năm. Đấy, dạng cau này hầu như chỉ để thu thôi chứ chưa cho làm giống được nhá. Đấy, những cây cau làm giống thường ở trên cây trong nhà. Đấy, những cây này khả năng làm giống nên là còn một buồng. Đó, thì mình sẽ cho mọi người tham quan một chút này, một vườn cau này khá đẹp. Vườn cau này thì có cả cau tơ và cau nâu năm. Đấy, ngoài đường này thì hầu như các cây cau được khoảng 10 năm trên 10 năm rồi. Đấy, những cây này thì chắc được tầm 10 năm này. Đốt rất ngắn này, cây rất bé nhưng quả cũng rất là đẹp. Đấy, còn vườn bên trong này là vườn cau tơ bói nhá. Đây, vườn cau tơ đó bói mình sẽ cho mọi người xem đang ra trái này. Đấy, nhìn cây thấp thấp thôi nhưng mà đã bắt đầu cho ra trái này. Đấy, một thứ gì rất điển hình ở cau mình này. Rất là thấp nhá. Nó chỉ ngang hông của mình thôi. Đó, nó chỉ ngang người mình thôi. Đã cho rất nhiều hoa và quả này. Đấy, có thể quả chưa được sai lắm nhưng mà thực ra đã bắt đầu cho bói. Hả? À. Đấy. Cây cau mọi người cũng đã vào chỗ như vườn này trồng khá là nhiều này. Này, như cây này cao ngang tầm 2m thì bắt đầu cho quả này. Đấy, mình thấy ở đây thấy khá nhiều các cây thấp thôi nhưng mà ra quả rất đẹp luôn. Này, đây có giống cau lùn nữa này. Đó. Nói chung là dịp tới mình sẽ cố gắng làm đa dạng về các chủ đề về cau hơn và sẽ đi thăm một vài vườn cau giống nhá, để mọi người có thể ngắm nghía các vườn cau giống đẹp ở mình. Cũng tìm hiểu về nguồn giống tại Hải Hậu Nam Định nhá. Đây như nhà bác này là bác tự ương này. Tự ương sau đó tự trồng ra này. Đấy, cứ làm một buồng cau hoặc là ít cau nữa là ương là tự nhà trồng thôi. Đa số của mình là nếu như có cây bố mẹ này. Đấy, vườn cây bố mẹ bên trong này rất là cao, khoảng 30 năm. Đó, sau đó tự ương ra. Nên là hầu như cũng không bán lắm, hầu như là gia đình tự sản xuất đấy không. Giống má là đôi khi cứ truyền từ đời này sang đời kia vậy. Đấy, như cây này vừa rồi mới bán này, thấp bé này chắc là có buồng đấy. Khả năng vườn nhà bác này cau khá chuẩn nên là cây hơi thấp tí mà đã thu rất là được vài buồng rồi. Đấy, cây này nói chung là chỉ ngang người mình thôi. Đây, nó chỉ ngang người mình này, tầm 1m 2 m 3 này, cũng đã có 2-3 trái rồi, 2-3 buồng rồi. Ui, cây sung này nhiều quả chưa. Đấy, vườn chung trồng rất nhiều các loại cây và rất cho giá trị rất tốt. Cau cũng rất đẹp, quả sung ra trái rất đẹp luôn. Đấy, có thể nói cũng là do tay người ạ, tay người trồng. Nhiều khi cây cối nó cũng do tay từng người. Có người lại trồng được, có người lại trồng được. Đấy, cái này đôi khi chúng ta cũng phải cứ tùy ở gọi là tâm linh. Đó, thì trên đây là video mình về cập nhật giá cau cho mọi người nhé. Cập nhật giá cau thì ở mình đã lên được 3 giá nữa, là giá 58,
Ok, có lẽ mình sẽ dừng video ở đây nhá, để hẹn mọi người ở video sau. Xin chào tất cả mọi người, bye bye.